xin chào 500 anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bee Channel và mình là Đan Anh đây. Bẵng đi một khoảng thời gian kể từ khi chiếc điện thoại Oppo F9 ra mắt tại Việt Nam thì Đan Anh đọc rất là nhiều comment của các bạn trên những video clip liên quan tới Oppo F9 thì hầu hết đa số mọi người đều cho rằng Oppo F9 là một chiếc điện thoại hơi bị hoang tưởng về bản thân mình, tức là một cái chiếc điện thoại không có gì đặc sắc nhưng lại có giá quá cao, đặc biệt là về cái thiết kế mặt lưng nhựa của nó. Vậy thì trong video clip này mình sẽ giải thích lý do tại sao Oppo lại làm như vậy và chúng ta hãy tìm ra điều bí ẩn bên trong cho cái nguyên nhân mà Oppo lại làm người tiêu dùng khá thất vọng về sản phẩm lần này ra mắt của mình. Vậy thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi để xem là chân tướng sự việc như thế nào nha. Trong từng những cái slide trình chiếu của hãng Oppo khi mà họ ra mắt sản phẩm này tại Việt Nam á, thì mình cảm thấy là họ đã không quá nhấn mạnh nhiều về một thứ đặc biệt rất quan trọng mà lại đi phân tích quá sâu về những cái như là hiệu năng, về thiết kế, về camera, những thứ mà từ trước nay Oppo đã làm cũng khá tốt rồi. Và tuy nhiên thì họ lại bỏ quên mất một điều mà cái điều đó cũng đã làm người tiêu dùng hiểu lầm một chút. Đó chính là về cái màn hình của máy. Thật ra thì trong cái lần ra mắt lần này, Oppo có vẻ như là đã quên đề cập đến cái màn hình của mình. Và mình nghĩ đây là một điểm rất đáng khen trên chiếc Oppo F9 lần này. Đó chính là cái việc mà họ sử dụng cái màn hình Corning Gorilla Glass 6. Có thể nói là so với những cái hãng smartphone, với những sản phẩm smartphone mới nhất trong thời điểm hiện tại, thì Corning Gorilla Glass 6 là một cái tấm kính rất tốt. Có thể nói là trong bộ phận cấu hình của một chiếc điện thoại, khi bạn cầm một chiếc điện thoại trên tay thì cái phần quan trọng nhất đối với mình không phải là thiết kế, không phải là camera hay là cấu hình hiệu năng, mà quan trọng nhất chính là cái màn hình. Nó chiếm bộ phận rất là quan trọng để có thể hiển thị hoàn toàn thông tin từ chiếc máy đến cho người sử dụng. Và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới những cái lần va chạm, rơi vỡ, cũng như là cái việc bạn nhìn vào cái điện thoại nó ảnh hưởng đến mắt của các bạn như thế nào. Vậy thì trong cái sự ra mắt lần này của chiếc Oppo F9 thì mình nghĩ hãng đã rất ưu ái cho người dùng với một sản phẩm giá tầm chỉ khoảng 7 triệu đồng mà thôi, nhưng bạn lại được sử dụng một cái tấm kính rất tốt, có thể nói là tốt nhất trong thời điểm hiện tại. Và tất nhiên điều này cũng có thể suy ra cho thấy là lần này Oppo đang rất chú trọng vào từng khâu, từng bộ phận trên chiếc điện thoại Oppo F9 của mình, kể cả là camera này, cấu hình, về thiết kế và đặc biệt là tấm kính. Tiếp theo, phần thứ hai mà mình muốn nhấn mạnh cho các bạn biết đó chính là tại sao tấm kính Corning Gorilla Glass 6 này lại tốt như vậy. Chúng ta hãy cùng phân tích nha. Đầu tiên, điểm nổi bật của Corning Gorilla Glass 6 chính là sẽ giúp smartphone bền gấp đôi nhờ tấm kính này. Thế hệ kính cường lực Gorilla Glass 6 cho khả năng chống chịu lực và các va đập tốt hơn gấp 2 lần thế hệ tiền nhiệm. Theo Corning thì thế hệ Gorilla Glass 6 mới nhất được sản xuất từ vật liệu thủy tinh hoàn toàn mới, có độ nén cao hơn để đáp ứng các yêu cầu đó. Đây sẽ là thiết kế thế hệ kính cường lực bền nhất từ trước đến nay của công ty, khi có thể sống sót sau 15 lần rơi từ độ cao 1m và chịu va đập tốt hơn 2 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Ngoài ra thì đã đảm bảo kính có thể đáp ứng đồng thời cả khả năng chịu lực và chống xước, vì thông thường độ cứng càng cao, độ chống xước càng tốt thì máy lại càng dễ vỡ. Và Gorilla Glass 6 sẽ chỉ có cùng mức độ chống xước như thế hệ tiền nhiệm. Vì vậy, mặc dù công ty tuyên bố thế hệ mới của Gorilla Glass sẽ tốt hơn, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc smartphone sẽ chống xước tốt hơn. Ok, và đó cũng là những cái ưu điểm rất đặc biệt của tấm kính Corning Gorilla Glass 6. Và tiếp tục đến cái mục thứ ba thì mình muốn hệ thống lại cho các bạn một lần nữa vì sao Oppo F9 lần này thật sự là một sản phẩm rất đáng mua. Đầu tiên là một mức giá rất tốt mà hãng đã áp dụng lên cái sản phẩm lần này của mình. Chúng ta sẽ có camera kép ở mặt lưng sau, rồi chúng ta sẽ có camera trước với công nghệ AI cực đỉnh từ trước đến giờ của Oppo. Phải nói là Oppo từ trước đến nay luôn là một trong những thương hiệu đi đầu về camera selfie. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có con chip Helio P60 dùng cũng khá là ổn kể từ thế hệ tiền nhiệm trước của Oppo F7. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một cái thiết kế rất đẹp và tỉ mỉ, sắc sảo với cái mặt lưng theo cái hiệu ứng cánh hoa được cắt vát rất là đẹp. Và cuối cùng là chiếc Oppo F9 của chúng ta còn sở hữu một cái tấm kính Corning Gorilla Glass 6 được sử dụng trên những chiếc flagship hiện tại. Tuy nhiên là với mức giá vô cùng dễ thở, khoảng tầm 7 triệu đồng. Và đặc biệt hơn là nếu bạn mua chiếc máy này từ Bạch Long Mobile thì chắc chắn giá sẽ còn rẻ hơn rất nhiều, chỉ tầm khoảng 6 triệu hơn một tí xíu mà thôi. Ok, vậy thì bạn nghĩ sao về
tấm kính Corning Gorilla Glass 6 mà Oppo đã sử dụng trên chiếc Oppo F9 của mình thì hãy để lại những phần comment cho tụi mình cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube Đi Channel đó. Bye bye. Sở hữu màn hình Corning Gorilla Glass 6 là một trong những...